sau gần 4 tiếng lái xe thì mình đã đến được Savannah. Đây là cái thành phố ở tiểu bang Georgia luôn các bạn. Thì nói chung nó cũng không có khác gì ở Georgia, nhưng mà cũng có nhiều cái cảnh quan thì nó cũng hơi khác biệt một chút xíu. Là ở đây thì nó sẽ có cái bãi biển, còn ở Georgia gần nơi mình ở thì chỉ có sông, hồ thôi. Còn đây thì gần đây thì mình sẽ đi ra biển để mình tắm biển và đi câu cá. Bây giờ đang trên đường mình đi vòng vòng thành phố Savannah để mình xem thôi. Rồi sau đó anh xã mình sẽ đi ra ngoài bãi biển để xem coi ở biển Savannah như thế nào. Tại vì mình cũng chỉ nghe thôi, lần đầu tiên thì mình mới đến đây. Còn anh xã mình thì trước đây đã có đến đây rồi. Và bây giờ trước khi đi ra biển thì hai vợ chồng sẽ đi tìm chỗ để ăn trưa. Thì mình sẽ đến cái nhà hàng ăn trưa này để mà ăn trưa xong rồi dừng chân nghỉ ngơi chút xíu xong rồi đi tiếp. Thì đây là dạo một vòng xung quanh cho mọi người xem thành phố Savannah ha. Đây chỉ là một góc nhỏ thôi các bạn chứ không phải là toàn cảnh ha. Để có thời gian thì mình mới có thể đi nhiều nơi. Còn bây giờ là đang trên đường đi vô để mà ăn trưa. Đó, thì giờ đây là cái con đường mình quẹo vào trong cái nhà hàng để ăn trưa đây. Đó, thì mình xem thì mình thấy nhà hàng này cũng có rất là nhiều người review rất là tốt. Và đây là bên trong cái nhà hàng. Thì trong khi chờ đợi anh xã mình order đồ ăn thì mình review sơ cho các bạn xem một chút xíu ha. Nhà hàng thì nói chung cũng rất là rộng ha. Đây là phía bên trong của nhà hàng. Và bên ngoài thì nó có một cái sân vườn, cái khuôn viên ở ngoài cũng rất là mát mẻ, là rộng rãi, nhiều cây xanh. Thì chị thấy cũng có một số người khách người ta cũng ngồi ở ngoài mặc dù buổi trưa nắng. Đó, nhưng mà tính ra nó cũng rất là mát các bạn, tại vì nhiều cây xanh đó. Và phía xa xa thì mình thấy là có sông, giống như là có cái con sông ở ngoài sao, cho nên nó rất là mát mẻ ha. Rồi đây là cái món khai vị thì tranh thủ một chút xíu. Thì bây giờ là món khai vị đã xong rồi, đã ra rồi. Thì trưa nay thì ghé thì nói chung là trên đường đi thì mình muốn ăn những cái nơi, những cái nhà hàng mà nó có những cái đặc sản của từng vùng miền. Chẳng hạn mà đi biển thì mình phải ăn đồ biển hải sản. Thì những cái món này là những món làm từ hải sản, như cái món mình đang ăn đây là giống như là chả giò vậy đó, mà họ vò viên ra để mà họ chiên. Thì trong này mình ăn thì mình thấy nó có cua nè, rồi nó có vị tôm nè, cua và nói chung là hải sản đó. Thì nó vò viên lại nó chiên thì ăn cũng rất là ngon các bạn. Nói chung là ở đây tại vì mình không có dám quay cho mọi người xem bởi vì nó bị nhạt đó, cho nên mình phải chia sẻ lại cho tất cả các bạn, thì không có cái tiếng trực tiếp của hai vợ chồng mình nói chuyện thì các bạn thông cảm nha, tại vì cái này có nhạc thì mình sẽ bị copyright đó. Thì mình chia sẻ cho các bạn ăn về cái bữa ăn trưa của vợ chồng mình, thì cũng là những cái món đặc sản ở cái vùng miền, những cái nơi mà mình đi qua thôi. Thì mình cũng muốn là trong những cái chuyến đi của mình thì mình sẽ ghé mình ăn những cái nhà hàng đặc sản của địa phương đó. Thì theo như những cái đánh giá của trên dép để mình xem thì nhà hàng này là những cái món ăn ở đây hoặc là cái cách phục vụ, hay là nói chung là cái nhà hàng này thì được đạt là khoảng 4-5 sao đó, 4.5 sao, cho nên là mình muốn vào mình thử đó. Nói chung là những cái món ăn ở đây mình thử thì cái vị họ làm cũng rất là ngon các bạn. Đơn giản thôi thì cũng ăn cá nướng, rồi những ăn cái món hải sản chiên, hay là một số những cái món ăn đơn giản cũng không có quá cầu kỳ, nhưng mà ăn cũng vừa miệng lắm các bạn. Thì đây là cái nhà hàng có tên là Quest House, chuyên về hải sản ha, ở Savannah đó, cũng khá là nổi tiếng ở khu vực này. Thì khi mình search lên trên mạng thì mình thấy thì mình đến thôi, chứ mình cũng chưa bao giờ đến cái nhà hàng này, anh xã mình cũng chưa bao giờ biết cái nhà hàng này. Thì mỗi khi mình đi du lịch, mình đi đâu đó thì mình chỉ xem ở trên mạng á, thì khách hàng người ta review đánh giá thì mình sẽ tìm đến những cái nơi mà người ta có những cái đánh giá hay là những cái review tốt để mình thử hả. Giờ sau khi ăn trưa rồi thì hai vợ chồng đi bộ ra ngoài sân vườn chút xíu cả nhà, cho cả nhà xem một cái vòng xung quanh ha. Cái sân vườn này rất là rộng luôn nè, đó cái này là phía bên ngoài nè, rộng ghê luôn không đó, rất là đẹp luôn. Cái này là buổi chiều là mát mẻ lắm luôn á cả nhà. Này buổi trưa này cũng có người khách, người ta ăn, người ta ngồi ở ngoài nè. Tuy rằng nó hơi nóng, bữa nay nó hơi nóng á. Rất là rộng rãi luôn nè. Giờ mình đi ra ngoài một chút xíu cho nó mát mẻ. Honey, take for me the picture right here.
Beautiful. All right. À, đẹp dễ sợ không cả nhà? Đẹp quá chừng đẹp luôn. Đây là cái cầu, là cái đường này nãy là mình đi lên cái đường này nè. Đó, bây giờ mình đi xuống. À, đi ra ngoài. You think we have a snake right here? Many. Oh my goodness. Scare me. Đó, anh xã có rắn ở đây không? Thì anh nói là có. Oh, don't have the... How we can walk over here? You have to go back. That's private property, I guess. Oh. Mình tưởng đó là cái cầu này là mình dẫn ra cho những cái người khách, nhưng mà không phải. Cái này là của nhà người ta đó. Có cái cầu người ta đi ra ngoài, người ta có mấy chiếc tàu á. Đó, trong gia đình của người ta đó. Rồi bây giờ là buổi trưa ngày hôm nay đã xong. Thì chặng đường đầu tiên là để mà đi Florida, nhưng mà chưa có đi ra hết trôi trà, vẫn còn trong trôi trà. Thì bây giờ là hai vợ chồng mình sẽ tiếp tục lên đường đi tiếp nha. Đó, đây là phía trước, bây giờ mình đi ra phía trước của nhà hàng ha, để chụp tấm hình để làm kỷ niệm chứ. Rồi trước khi mà chia tay, trước khi kết thúc video thì cho các bạn xem đây là phía trước nhà hàng đây. Đó, đây là cái tên nhà hàng mà hai vợ chồng mình đã ăn trưa. Thì bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, và chặng đường kế tiếp là mình sẽ chia sẻ cho tất cả nhà xem hôm nay hai vợ chồng mình đi đâu nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nếu thích video này, các bạn nhớ cho mình một cái like ủng hộ tinh thần cho mình nha. Bye bye, xin chào cả nhà.